Xin chào mọi người. Hôm nay mình rất hào hứng được chia sẻ với các bạn một câu chuyện thú vị về một vị bác sĩ sống thọ 101 tuổi. Bí quyết của bác ấy là gì? Đó chính là một chế độ ăn uống vô cùng lành mạnh. Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, bác sĩ luôn nhấn mạnh: hãy ăn uống thật tự nhiên, nghĩa là chúng ta nên hạn chế độ ăn chế biến sẵn, thay vào đó là tập trung vào những thực phẩm tươi ngon như rau củ quả, thịt cá. Bác sĩ cũng chia sẻ một bí quyết quan trọng nữa là ăn nhiều chất xơ. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh, kiểm soát đường huyết tốt hơn, lại còn giảm nguy cơ bệnh tim mạch nữa đấy. Một lời khuyên nữa từ bác sĩ: hãy ăn theo mùa. Ăn theo mùa giúp chúng ta tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào từ thực phẩm tươi ngon nhất, lại hạn chế được hóa chất bảo quản. Ngoài ra, đừng quên uống đủ nước mỗi ngày nhé. Bác sĩ luôn nhắc nhở tầm quan trọng của việc giữ cho cơ thể đủ nước để luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Và một yếu tố không thể thiếu: hãy ăn uống thật chánh niệm, nghĩa là khi ăn, chúng ta nên tập trung, nhai kỹ lưỡng và thưởng thức hương vị của từng món. Điều này không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn những lợi ích tuyệt vời từ thực phẩm. Cuối cùng, bác sĩ khuyên chúng ta hãy lắng nghe cơ thể mình. Cơ thể luôn có những tín hiệu riêng khi cần thay đổi chế độ ăn uống. Hãy chú ý đến những tín hiệu đó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thêm động lực để duy trì một lối sống khỏe mạnh và trường thọ. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn.